Chào chị Hạnh nha. Nào có chị nào đang xem live của em không? Mọi người vào chấm bài và cho em xin các bạn chị vào chấm bài giúp em đi ạ. Ai đang xem live của em nhanh tay vào chấm bài luôn cho em nha. Sáng nay em có ngủ dậy rồi em mới làm đây. Em ngủ dậy rồi em mới làm đây. Hôm nay em xả hàng 25k nha. Tất cả các loại áo khoác trong cửa hàng nhà em đầu cuối tuần em xả hết với giá là 25k trên live buổi sáng nay. Dành cho những chị nào mà chia sẻ bài cho em luôn ạ. Mọi người có thể chia sẻ bài cho em tối thiểu là 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân. Sau đó thì sẽ comment vào đây là đã chia sẻ cộng số điện thoại nhá. Ngày hôm nay em xả tất cả các sản phẩm áo khoác bò lông, áo phao và áo da. Toàn bộ là 25k trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Các chị chỉ cần chia sẻ giúp em 2 lần lên trang cá nhân và tối thiểu là 10 hội nhóm công khai thôi ạ. Chia sẻ giúp em càng nhiều càng tốt nha. Sau đó để lại số điện thoại để em chốt đơn luôn ạ. Ngày hôm nay xả hàng áo da đỏ, áo da đen nào. Có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân đây ạ. Size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Rất là nhiều mặt hàng nha. Áo bò lông nào, nhanh tay lên đi nào. Chia sẻ bà cho em tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân em chốt ngay trên like đây ạ. Chị nào đặt hàng của em thì chia sẻ sau đó để lại số điện thoại đây nha. Ghi rõ cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nào. Hôm nay em xả hết hàng luôn đây. Áo phao, áo da nào, chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân em chốt đơn luôn bây giờ ạ. Chị nào đang xem live chia sẻ bài giúp em nha. Tối thiểu mỗi người chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và 10 hội nhóm em chốt đơn luôn trên live nhá. Áo bò lót lông nào, đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân, mọi người chia sẻ bài nhiệt tình lên đi ạ. Dành cho cả bé trai và bé gái nha. Các chị chỉ cần bây giờ ở nhà vừa mới ngủ dậy chưa có việc gì làm cả. Các chị chỉ cần giúp em chia sẻ bài thôi ạ. Tối thiểu mỗi người hội nhóm, mỗi người 10 hội nhóm nha. Ok chị Mon Hạnh nha. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nào, chỉ cần bấm vào chia sẻ thôi ạ. 10 hội nhóm. Chia sẻ nhiệt tình lên luôn cho em đi nào. Em là kẻ bán cái bộ này là 25k dành cho cả trai và gái nha. Ghi cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại, cộng lấy sản phẩm gì ghi rõ ra luôn nhá. Áo phao ngày hôm nay xả toàn bộ là 25k nào. Cho những chị nào xem like của em và chia sẻ like cho em luôn đi ạ. Xả toàn bộ hàng với giá là 25k nha. Cho những chị nào chia sẻ và để lại số điện thoại nào. Mỗi người chia sẻ bài cho em ít nhất 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân ạ. Em chốt đơn ngay trên like nha. Hàng áo bò lót lông màu xanh có size từ 7 cân đến 30 cân nào. Áo bò lót lông xanh có size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo da đen da đỏ có size từ 7 cân đến 30 cân nha. Các chị chỉ cần chia sẻ cho em tối thiểu 2 lần lên trang cá nhân và ít nhất là 10 hội nhóm thôi ạ. Càng nhiều nhóm càng tốt nha. Sau đó để lại số điện thoại em chốt đơn luôn cho nào. Chị nào đang xem like của em nhanh tay vào chia sẻ bài cho em luôn đi ạ. Mỗi người chỉ cần tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân thôi nha. Nào chị Khánh Hạ ơi, nhanh tay vào chia sẻ bài luôn cho em đi nào. Ngày hôm nay em xả toàn bộ hàng áo da áo bò ạ. Tất cả đều là 25k cho trên like nha. 25k một áo cho chị nào chia sẻ bài nào. Chị Nguyễn Nga ơi, mua hàng chia sẻ bài luôn cho em nha. Em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ bài thôi ạ. Ok Thanh Tâm nha, các chị ơi chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Có bao nhiêu hội nhóm các chị tham gia thì giúp em chia sẻ vào đấy hết luôn đi ạ. 25k một áo duy nhất trên like ngày hôm nay nha. 25k một áo duy nhất trên like ngày hôm nay nào. Áo phao màu xám này có size từ 7 cân đến 30 cân đây. 7 cân đến 30 cân, Mon Hạnh ok nha. Dành cho tất cả bé trai và bé gái ạ. Ngày hôm nay em xả toàn bộ là 25k nào. Chia sẻ mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm nha. Khánh Hạ chia sẻ rồi. Để lại số điện thoại xong là lấy sản phẩm gì ghi rõ cho em nhá. Ngày hôm nay em xả toàn bộ hàng là 25k nha. Càng nhiều nhóm càng tốt nha. Chị ơi không có hội nhóm em chịu thôi chị ạ. Chị nào chia sẻ 30 nhóm trở lên miễn ship nha. Ngày hôm nay chị nào chia sẻ 30 nhóm trở lên em miễn ship luôn ạ. Chào chị Bùi Loan nào. Áo phao màu xanh, áo phao màu xám em có size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo phao màu xanh rêu nào. Cho chị nào chia sẻ bài luôn cho em đi ạ. Ba gia sĩ tin, bà gia sĩ tin chia sẻ thêm 2 nhóm nữa cho em nhá. Bà gia sĩ tin thêm 2 nhóm nữa nào. Áo da em có đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân nha. Tất cả cái áo này đều dành cho cả bé trai và bé gái. Mọi người giúp em chia sẻ bài nhiệt tình lên nào. Ngọc Diệm thêm 2 nhóm nữa đi chị ơi. Hiện giờ lượt chia sẻ nó đang hơi thấp, mọi người cố gắng là chia sẻ nhiều lên cho em nhá. Áo da và áo bò lông ngày hôm nay em xả toàn bộ là 25k đây ạ.
Ngày hôm nay xả toàn bộ áo da và áo bò lông, tất cả đều 25k nha. Các chị chỉ cần chia sẻ bài cho em thôi ạ. Tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nhá. Bé trai và bé gái đều mặc đẹp nha. Bé trai và bé gái đều mặc đẹp nào. Chị nào vào sau chia sẻ bài luôn cho em đi ạ. Ngày hôm nay xả rẻ luôn này. Toàn bộ hàng là 25k duy nhất trên like ngày hôm nay nha. Áo bò, áo phao nào, ok chị ơi em nhìn thấy rồi chị ạ. 30 nhóm miễn ship nha. Chia sẻ 30 nhóm miễn ship nha. Nào, để lại số điện thoại cho em chị ơi, chị Soda Hằng nào. Bùi Loan chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nha. Mỗi người chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em nào. Lượt chia sẻ sáng ra nó đang thấp quá các chị ạ. Chia sẻ bài nhiều lên cho em nhá. Có bao nhiêu nhóm chia sẻ vào hết luôn cho em nha. Áo da có màu đen màu đỏ đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nào, chị nào lấy không ạ? Chị nào lấy để lại số điện thoại này ở đây luôn cho em đi nào. 25k một áo duy nhất ngày hôm nay nha. 25k một áo nào. Chào chị Linh nhá, Seco Linh nha. Chị ơi chia sẻ bài luôn cho em đi nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Em có size dành cho cả bé trai và bé gái ạ. Áo bò này dành cho cả bé trai và bé gái. Ngày hôm nay em xả 25k nha. Ok nào, chia sẻ rồi ghi rõ là đã chia sẻ cộng số điện thoại ạ. Và nhớ là chia sẻ càng nhiều nhóm càng tốt nha. 25k một áo duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Em xả toàn bộ là 25k luôn. Ok Khánh Hạ nào. Ok chị Thanh Thanh nha. Chia sẻ bài cho em tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân, em chốt ngay trên like đây ạ. Áo khoác bò lót lông nha, đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân nào. Áo đỏ nha, áo phao đỏ nha, dành cho những chị nào ngày hôm nay giúp em chia sẻ bài. Ok Bùi Loan nha, miễn ship luôn cho chị nào chia sẻ hơn 30 nhóm nhá. Miễn ship luôn cho chị nào sáng nay chia sẻ hơn 30 nhóm nào. Ok chị, chào chị Thiên Bảo nha. Ngày hôm nay em xả hàng 25k dành cho tất cả những chị nào chia sẻ bài ạ. Mỗi người chỉ cần chia sẻ giúp em tối thiểu 10 hội nhóm thôi ạ. Và 2 lần lên trang cá nhân em chốt hết luôn nha. Đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân chị ơi. Áo bên nhà em có đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo phao có tất cả là 5 màu nào. Em xả mỗi loại 50 chiếc nha. Các chị chỉ cần chia sẻ rồi comment đặt hàng thôi ạ. Ok chị Chi Thanh Nhung hai nhóm nữa nào chị ơi. Chi Thanh Nhung thêm hai nhóm nữa nào. Đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân nha. 5 tuổi mặc đẹp chị ơi, chị để lại số điện thoại cho em và chia sẻ bài cho em để em chốt đơn luôn nhá. Nào, nhận đơn duy nhất trong buổi ngày hôm nay nha. Các chị mỗi người chia sẻ bài cho em tối thiểu 10 nhóm nào. 25k một áo chị ơi, 25k một áo nha. Giúp em chia sẻ bài nào, càng nhiều nhóm càng tốt nha. Ok chị ơi, 25k một áo ạ. Các chị bài chia sẻ bài giúp em tối thiểu mỗi người 10 nhóm nào. Ok chị Yến Lê nhá, áo da bên nhà em có màu đen và màu đỏ nha. Mọi người nhanh tay lên đi nào. Em chỉ chốt duy nhất trong một buổi sáng ngày hôm nay thôi ạ. Ok nha, chia sẻ trên 30 nhóm miễn ship chị Bé Đạt ơi. Chia sẻ trên 30 nhóm miễn ship nha. Chị để lại số điện thoại em chốt đơn cho ạ. Chiều nay em sẽ gửi hàng luôn. À không, sáng nay một lát nữa em sẽ gửi hàng luôn nha. Áo da đen nào, 25k một áo. Chị Ngọc Uyên ơi, chị chia sẻ bài cho em nha. Ngày hôm nay em chỉ chốt đơn giá rẻ cho chị nào giúp em chia sẻ bài thôi ạ. Mọi người ơi, vừa mới sáng ra chưa có việc gì làm, các chị ơi ở nhà chia sẻ bài luôn cho em nào. Chiều nay em sẽ gửi hàng hết luôn cho các chị luôn nha. Áo bên nhà em có size đầy đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Mạnh Quân ơi, em có áo bò không mũ, một lát nữa em bán nha. Nào ok chị Mỹ Linh nào, ok chị Thiên Bảo nha. Áo khoác bò lót lông chỉ có cho bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Xả với giá là 25k. Tí Vu ơi, chia sẻ thêm một nhóm nữa sau đó để lại số điện thoại nha. Mạnh Quân ơi, mua áo bò không mũ thì inbox em nhá, em báo giá nha. Áo phao lót lông màu xám đầy đủ size từ 7 cân đến 30 cân nào. Xả toàn bộ là 25k đây chị ơi. Ngày hôm nay là tất cả các áo khoác em cầm trên tay xả hết là 25k đây ạ. Áo khoác jean 25 nha. Chị chia sẻ bài luôn cho em đi nào mọi người. Không chia sẻ bài không được chốt đơn đâu. Chia sẻ bài cho em tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm nha. Và 2 lần lên trang cá nhân nha. 25k một áo cho chị nào ngày hôm nay chia sẻ bài luôn nhá. Để lại số điện thoại nào, ghi rõ cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nào. Xả hàng toàn bộ là 25k nha. Hoa Hồng Xanh và Trần Lê chia sẻ thêm 3 nhóm nữa sau đó để lại số điện thoại nha. Hoa Hồng Xanh và Trần Lê nào. Mọi người ơi, đừng hỏi giá nữa nào. Em xả đồng giá là 25k đây ạ. Xả đồng giá 25k duy nhất trên like nha. Không có thời gian để hỏi nhiều đâu mọi người. Nhanh tay đặt hàng cho em nào. Quay ra đặt hàng và chia sẻ bài luôn cho em nha. Liên Linh chia sẻ nào, Liên Linh chia sẻ bài nào. Chia sẻ trên 30 nhóm có miễn ship chị ơi. Ok chị Bùi Loan nha. Liên Linh ơi, chia sẻ bài cho em thêm 2 nhóm nữa sau đó để lại số điện thoại nhá. Ok chị ơi, em xả áo bò 25 nha. Thúy Hạnh Đặng chia sẻ thêm 3 nhóm nữa nào. Hà Trần 2 nhóm nữa chị ơi.
Hà Trần thêm hai nhóm nữa nào, dành cho tất cả những chị nào ngày hôm nay chia sẻ bài cho em ạ. Tối thiểu 2 lần lên trang cá nhân và 10 hội nhóm công khai nha. Em chốt luôn với giá là 25k nào. 7 cân đến 30 cân mặc đẹp chị ơi, ok Hồng Loan Dương nhá. 7 cân đến 30 cân mặc đẹp nha, nhanh tay comment luôn nào. Áo bò lông sạch chỉ có duy nhất màu xanh thôi, 7-30 cân nha. 25 cân mặc đẹp chị ơi, 25 cân mặc đẹp nào. Bùi Thị Ly chia sẻ thêm hai nhóm nữa nào. Bùi Thị Ly chia sẻ thêm hai nhóm nữa nha. Em xả hàng áo giá rẻ nào, 25k một chiếc áo da nha. Lan Vũ chia sẻ rồi, để lại số điện thoại cho em luôn đi ạ. Lan Vũ để số điện thoại nào. Ok Ngọc Uyên ba nhóm nữa nào. Ngọc Uyên ba nhóm nữa. Ok Thúy Hạnh Đặng nha. Các chị ơi comment nhiệt tình lên cho em đi nào. Hiện giờ lượt chia sẻ vẫn đang thấp quá. Các chị comment nhiệt tình lên cho em ở đây nha. 25k một áo em xả duy nhất trong một buổi sáng ngày hôm nay. Vậy nên là mọi người chốt luôn cho em đi nào. Áo phao xanh rêu còn 10 chiếc nữa nha. Để lại số điện thoại nào. Phao xanh rêu chỉ còn 10 chiếc thôi, lấy luôn nào. Tí vua ok nha, để lại số điện thoại nào. Trần Thu Thủy ơi chia sẻ bài cho em đi ạ. Em chốt luôn với giá là 25k trên like nha. Có cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Áo phao rêu chỉ còn 10 chiếc nha mọi người, để lại số điện thoại nào. 35 nhóm ok nha. Có cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân, 14 cân vừa chị ơi. 7 cân đến 30 cân vừa nha. Các chị đặt luôn cho em áo bò lông và áo phao đi ạ. 20 nhóm ok nha. Chị nào chia sẻ 30 nhóm miễn ship nào. Ai lấy áo bò lông chỉ còn 20 chiếc và áo bò áo phao màu rêu chỉ còn 10 chiếc nha. Đặt luôn cho em đi nào. Ok Yến Lê da đỏ à. Da đỏ nhanh tay lên đi nào. 25k nha. Xả toàn bộ hàng là 25k duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay chị ơi. Áo bò 25k dành cho những chị nào chia sẻ bài nha. Toàn là hàng dày dặn, hàng cao cấp thôi ạ. Nào ok chị bỏ anh một mình nào. Chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại cho em nha. Ok chị Vân Anh nha. Bé trai bé gái đều mặc đẹp chị ơi. Ok chị Khánh Thảo thêm 3 nhóm nữa đi nào. Khánh Thảo thêm cho em 3 nhóm nữa đi ạ. Sáng nay em xả rất là rẻ rồi ạ. Mọi người chia sẻ đầy đủ giúp em luôn nào. Nếu mà chỉ có chia sẻ 8-9 nhóm là thiếu mọn 1-2 nhóm nữa là không được chốt đâu nha. Các chị cố gắng là chia sẻ càng nhiều càng tốt. Đừng để bị thiếu có 1 nhóm 2 nhóm thôi thì nó rất là tiếc nhá. Em sẽ không gửi hàng cho những chị như thế đâu ạ. Ok chị Lan Phạm nha. Nào Messenger trúng thưởng chia sẻ thêm 2 nhóm nữa đi chị ơi. Áo jean em xả 25k chị ơi, duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay nhá. 25k một áo nào, dành cho chị nào chia sẻ bài luôn cho em đi ạ. Mỗi người chỉ cần giúp em chia sẻ tối thiểu 10 nhóm nha. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại là ok Liên Đinh nha. Bé trai bé gái đều mặc vừa nào. Tâm Phạm ơi một nhóm nữa với lại một lần trên trang cá nhân nhá. Để lại số điện thoại em chốt nha. Ok chị Hạnh Hoa nào. Em chỉ xả được trong 15 phút thôi các chị ạ. Quay ra đây chia sẻ bài luôn cho em nha. Áo phao áo bò lông nào, đầy đủ size số cho các bé. Ok Kim Anh để lại số điện thoại nào. Trần Tâm chốt nha. Nào chia sẻ rồi nhưng có ít nhóm ạ. Chị ơi tối thiểu là phải 10 nhóm chị ạ. Có những người 30-40 nhóm cơ, nên là ít nhóm thì em rất là sợ là không chốt ở đâu. Nào, áo bò bên nhà em có size cho các bé từ 7 đến 30 cân, 35 cân không vừa rồi chị ạ, đặt sang mẫu khác nhá. 25k một áo nha, xả rẻ trong buổi sáng ngày hôm nay nào. Ok chị Thùy Dung nha, ok Tâm Phạm để lại số điện thoại nha. Bé trai bé gái được mặc vừa chị ơi, Lan Vũ chốt này. Việt Anh Trần hai nhóm nữa chị ơi, Việt Anh Trần hai nhóm nữa nhá. Em có size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chị ơi số lượng hàng không nhiều đâu ạ. Chị nào chia sẻ nhiều hơn em sẽ lấy theo độ dốc nha. Ok chị Thuần Nguyễn nào, em thấy chị rồi ạ, em thấy chị Thuần Nguyễn rồi nhá. Bella Tú ok chia sẻ thêm cho em một nhóm nữa nào. Bella Tú nha, quyên độ hơn 40 nhóm miễn ship luôn chị ơi. Áo da màu đen màu đỏ ngày hôm nay em xả là 25k trên like nha. Ok Nguyễn Trà nào, chị Nguyễn Diệu ơi chỉ cần chia sẻ đủ là được mua nhá, không phải là chọn đâu ạ. Ai chia sẻ đủ cũng được mua nha, tại vì có rất là nhiều người comment mà. Ok chị Phan Kim Hùng nha, 13 cân là mặc vừa đẹp chị ơi, chị để lại số điện thoại cho em luôn nào. Dành cho tất cả các bé ngày hôm nay, dành cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân, các mẹ chỉ cần chia sẻ bài cho em thôi ạ. Mỗi người chia sẻ bài cho em 10 nhóm nha. Mai Mèo ok nha, nơi bình yên chia sẻ rồi, để lại số điện thoại không là không chốt ở đâu. Các chị ơi quay ra chia sẻ mỗi người 2 nhóm nữa, sau đó để lại đây số điện thoại cho em luôn để em chốt nha. Trang Tít ok nha. Bé là mình là 7 cân đến 30 cân là mặc vừa hết chị ạ. Áo pha màu xám nào, áo pha màu xanh nào, chia sẻ bài cho em tối thiểu mỗi người 10 hội nhóm nha. Khi nào em bán hàng các chị có thể vào đặt sau ạ. Áo bò màu, áo pha màu đỏ nào 7 đến 30 cân nha. Ok chị Charlie Nguyễn nha. Còn chị nào không, sáng ra vẫn còn đang rảnh lắm mọi người ạ. Chia sẻ bài nhiệt tình lên cho em luôn nhá. Em xả duy nhất trong một buổi sáng ngày hôm nay thôi. Nào nhanh tay lên đi nào, 25k nha. Ok Hương Lê nha. Bà già xì tin chia sẻ nhiều rồi để lại số điện thoại nào. Mà các chị ơi nhiều là phải hơn 10 nhóm nhá. Nhiều mà lại ít hơn 10 nhóm em không chốt ở đâu.
Ok Trần Thủy nha, nếu mà có những người mà chia sẻ chỉ có 9 10 nhóm hoặc 8 7 8 nhóm thôi xong là quay ra đòi hàng của em là em rất là không 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 đồng ý đâu ạ. Mọi người chia sẻ thì phải chia sẻ đầy đủ nha, đã comment rồi là xác định là phải chia sẻ đầy đủ cho em luôn nhá. Ok Đặng Thu Thảo nha, Bình Yên ok nào. Áo bò 9 cân vừa chị ơi, nụ hồng mong manh chia sẻ thêm hai nhóm nữa nhá. Nụ hồng mong manh thêm hai nhóm nữa sau đó đây là điện thoại chốt luôn nào. Ok Trúc Nguyễn nha. Đồ bên nhà em dành cho tất cả các bé trai và bé gái từ 7 cân đến 30 cân. Các chị ơi từ từ hãy comment quay ra chia sẻ bài nào, mỗi người một hai nhóm nữa đi ạ. À. Mỗi người một hai nhóm nữa nào. Ok Mai Anh Nguyễn nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái. Chị ơi áo phao nhá, áo phao xanh nhá. Comment nhiệt tình lên nào các chị ơi, comment nhiệt tình là ok Mỹ Nguyên nha. Bé trai bé gái được mặc vừa chị ơi, Phạm Trần Thiên Di em thấy rồi ạ. À. Ngày hôm nay em xả áo bò đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân nào cho những chị nào chia sẻ bài cho em nha. Giang Trà ơi chia sẻ rồi thì em đã kiểm tra rồi chị ạ. À. Nào nhanh tay lên đi nào. Áo phao rêu nha, thay vì comment thì mọi người quay ra chia sẻ bài và để lại số điện thoại ở đây thì em chốt luôn nhá. Áo jean 25k chị ơi, em xả tất cả là 25k nha. Đào Kim Nhung một nhóm nữa đi chị ơi, Đào Kim Nhung một nhóm nữa nào. Ok chị ơi, càng nhiều nhóm càng tốt nha. Trên 30 nhóm miễn ship luôn cho chị nào trên 30 nhóm nhá. Mộc Lan Thắng ok nào, 46 nhóm miễn ship chị ơi. Chia sẻ bài cho em tối thiểu mỗi người 10 nhóm nha. Áo da dành cho cả bé trai và bé gái chị ơi. Áo phao và áo da dành cho cả bé trai bé gái nào. Big V thêm một nhóm nữa cho em chị ơi. Big V thêm một nhóm nữa nha. Đồ bên nhà em có size cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân. Kiều Trang thấy rồi chị ạ. 25k nha. Có được không hay nói hay đó. Chị Liên Phan ơi, nếu mà chị đã không nói được câu đấy rồi thì tốt nhất là chị đừng đặt hàng nhá. Em không muốn bán cho chị đâu. Nào nhanh tay lên đi nào, chị nào lấy mẫu gì comment luôn nha. Ok chị Pi Nguyễn nha. Chị ơi 15 phút nào, đúng 15 phút để mới kiểm tra được chị ạ. Nào em chỉ xả trong đúng 15 phút thôi, 1 phút cuối cùng nha. 1 phút cuối cùng các chị để lại số điện thoại luôn cho em để em chốt nha. 1 phút cuối nào, ok chị ạ. Áo bò nhá, mọi người ngắm cho em mẫu này nào, chuẩn bị em bán hàng đây ạ. Chị nào mà đã chia sẻ rồi thì đợi em kiểm tra lượt chia sẻ nha. Tất cả những chị nào đã chia sẻ rồi, em đang kiểm tra lượt chia sẻ và chốt đơn cho các chị ngay trên live đây ạ. Mọi người phải từ từ để em kiểm tra lượt chia sẻ nha. Khi mà em bán hàng thì các chị đừng comment 25k nữa nha. Em chuẩn bị bán hàng đây, bây giờ là thời gian để cho những chị nào mua hàng thì comment nhá. Còn là chị nào mà chơi 25k thì mọi người đợi em kiểm tra lượt chia sẻ nha. Chị nào mà tham gia 25k thì mọi người đợi em kiểm tra lượt chia sẻ trong khoảng 10 phút. Rồi sau đó em sẽ xả tiếp cho các chị ạ. Bây giờ là chuẩn bị đến thời gian bán hàng thì chị nào có nhu cầu mua hàng thì sẽ đặt hàng cho em ở đây luôn nha. Nào còn chị nào lấy mẫu gì nữa không? Chia sẻ đầy đủ cho em chưa nào? Bây giờ là hết 15 phút rồi ạ. Hết 15 phút rồi nha. Em sẽ chuyển sang xả áo bò ngay trong ngày hôm nay nha. Áo bò lót lông này em xả với giá là 130.000 cho 50 người đặt hàng đầu tiên ạ. Bây giờ chị nào đặt hàng áo bò lót lông để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 7 cân đến 28 cân nha. Các chị ngắm cho em những mẫu này luôn đi nào. Toàn hàng đẹp giá rẻ thôi ạ. 130.000 một áo bò lông nha. Áo bò lót lông nha, chị Suri Nguyễn ơi, áo bò 10 cân mặc vừa chị ạ. Đầy đủ size số từ 7 cân đến 30 cân, 28 cân nha. Áo bò 130.000 chỉ chốt được cho 50 người đầu tiên thôi ạ. Áo bò xả 130.000 một áo nào, 7 cân đến 28 cân em chỉ chốt được cho 30 người đầu tiên nhá. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em nha. 130.000 một áo chị ơi, 7 cân đến 28 cân chị Phương Lê 130 nha. Canh đang mặc là 130.000 nào, không miễn ship chị ơi. 130.000 một áo nha, để lại địa chỉ số điện thoại nào. 50 người đầu tiên nha. Bây giờ chị nào comment 25k nữa thì em sẽ xin phép hủy đơn nhá. Bây giờ là thời gian em bán hàng rồi, chị nào comment 25k nữa em hủy đơn nha. Ok chị Thúy Nguyễn Thị Thanh để lại địa chỉ nào. 130.000 một áo chị ơi, có size từ 7 cân đến 28 cân nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nào. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Bộ bò Gucci 17 đến 24 cân 150 nha. Bộ bò 150 Hoàng Nguyễn để lại địa chỉ chị ơi, xanh nào. Nguyễn Thị Thu Huyền để lại địa chỉ số điện thoại nào. Em có size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân, giá là 130 một áo nha. 130 một áo nào. Phong Duy ơi, bé trai mặc vừa chị ạ, cho em xin địa chỉ nào. Dung Tạ để lại địa chỉ nha. Em chỉ chốt được cho 50 người, cho em xin địa chỉ số điện thoại thôi ạ. Áo bò 130 chị ơi, 7 đến 28 cân nhá. Châu Châu để lại địa chỉ nào. Áo bò xanh xám 130.000 nào.
Set bò gu xì xanh xám 150.000 nha. Set bò gu xì xám 150.000 7 đến 24 cân nha. Phong Duy để địa chỉ số điện thoại nào. Lê Thị Ngọc Phương ơi, 15 cân vừa nhá. 7 cân đến 28 cân hoa tuyết để lại địa chỉ nào. Huỳnh Quốc Việt để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nha. Em chỉ chốt được cho 50 người đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại thôi ạ. Chốt chị Nguyễn Thị Thanh đầu tiên nha. Bo Nguyễn để lại địa chỉ nào. Áo bò xanh xám 130.000 một áo chị ơi. 130.000 một áo có size từ 7 cân đến 28 cân nha. Cho em xin địa chỉ số điện thoại em chốt là Ly Nguyễn để lại địa chỉ nào. Người vô hình để lại địa chỉ luôn nha. 130.000 một áo chị ơi. Bộ set bò này là 150 nha. Set bò xám 150 nào. Ok chị Hoàng Nguyễn nào. Set bò xám 150 7 cân đến 24 cân nha. Bò vu xì xám nha. 7 đến 24 cân nào. Ok chị Giang Trà để lại địa chỉ. Ok chốt Hoàng Danh luôn nha. Bé trai bé gái đều mặc được chị ơi. 130.000 một áo nhá. 130.000 một áo nào. Đặt hàng cho em xin số điện thoại địa chỉ nào. Người hoa hòe để lại địa chỉ luôn nha. Ok chị mẹ Cubin nha. Hoa bất tử để lại địa chỉ nào chị ơi. 130 một áo thôi. Không chốt cho ai không có địa chỉ nha. Áo khoác dành cho cả bé trai bé gái từ 7 đến 28 cân nè. Ok Thúy Nguyễn nha. Áo bò loại mũ này là 130.000 nè. Ok chị Phương Uyên nha. Ok chốt bò Nguyễn nha. 130.000 một áo cho 50 người đặt hàng đầu tiên nè. Từ nay đến giờ chắc phải được 20 người rồi, còn 30 người nữa nha. Ok chị Phan Thị Thanh Trí nha. Ngọc Cao để lại địa chỉ nào. 130.000 một áo ạ. 7 cân đến 28 cân nào. Set bò gu xì xám 7 cân đến 24 cân nha. 150 nha. Set bò gu xì xám. Ok Nguyễn Ngân để lại địa chỉ nào. Lam David ơi chị lấy cái gì ạ? 7 cân đến 28 cân vừa. Chị ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Harry Khánh Vi để lại địa chỉ luôn nha. Harry Khánh Vi để lại địa chỉ nào. Set bò gu xì xám là 150 có từ 7 cân đến 24 cân nhá. Xoan Bùi để lại địa chỉ số điện thoại nha. Ok chị mẹ Cubin nha. Set bò gu xì này là từ 7 cân đến 24 cân 150 nào. Nguyễn Hiền để lại địa chỉ chốt Kim Anh nha. Áo bò xanh xám 130 các chị ơi đặt nhanh cho em đi nào. Hàng không có nhiều đâu ạ. Chỉ còn khoảng 30-40 chiếc thôi nha. Em chỉ chốt cho ai để lại địa chỉ số điện thoại nha. Ok Nguyễn Nga nha. Chị nào có đầy đủ thông tin trước thì chốt trước nha. Ok Hân Khang nào. Chia sẻ bài cho em mỗi người 10 nhóm chị ơi. Màu xanh chia sẻ bài cho em mỗi người 10 nhóm nào. Quần bò 110 các chị ơi. Quần bò túi hộp 110.000 nha. Ok chị Phong Duy nào. Chốt chị Hà Ngọc nào. Chốt hoa bất tử nha. Áo jean 130.000 chị ơi có size từ 7 đến 28 cân. Ok chị Hoàng Anh để lại nha, địa chỉ luôn nha. Em chỉ chốt theo độ dốc thôi, chị nào có số điện thoại địa chỉ trước chốt trước nhá. Ok Lạc Lối nào để lại địa chỉ số điện thoại nào. 18 cân vừa chị Như Ánh ơi. Áo bò 130.000 7 cân đến 28 cân vừa nha. Các chị mau để lại địa chỉ số điện thoại cho em chốt đơn ạ. Áo 130 quần 110 nha. Quần 110 nào. Ok chị ấy luôn nha, đặt hàng để địa chỉ số điện thoại nào. Như Anh lấy set bò 150 chị ơi. Set bò 150.000 7 đến 24 cân nha. Set bò xám 150.000 7 đến 24 cân nha. Màu xanh còn từ 7 đến 15 cân ạ. Xanh còn từ 7 đến 15 cân. Ok chốt hoa tuyết này. Bò lông 130 các chị ơi đặt luôn nào. Ok chốt Phúc Nguyễn nha. Chị nào có địa chỉ số điện thoại chốt nha. Chốt Giang Trà này. Kim Đông Anh ơi để lại địa chỉ luôn cho em đi nào. Một áo bò lót lông xanh xám 130 chị ơi. Vân Anh chốt nha. Một áo bò lót lông xanh xám 130.000 nha. 7 đến 28 cân chị ơi. Chia sẻ để lại số điện thoại nha. Ok chị An đi Trần nào. Đặt hàng để lại số điện thoại em nói nhầm. 130.000 một áo nào. Ok anh Nguyễn này, bé Ly Lê Thị để lại địa chỉ nào. Trung Hoa Tùng để lại địa chỉ nha. Em chỉ chốt được cho ai để lại địa chỉ số điện thoại nhá. Mọi người ơi để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Set bò bên quần bò không có lông bên trong đâu chị ơi. Quần bò thường 110 nha. Quần bò thường 110 cả set 240 nha. Cả set 240 7 cân đến 28 cân nào. Chị nào lấy set này ghi là set 240.000 nha. Màu xanh màu xám nha. Xuân Sương để lại địa chỉ nào. Lam David ok nhá. Set bò xám này là set bò xám có loại 150 và loại 240 chị ơi. Loại 150 Gucci nha. Nào 240.000 là áo bò lông cộng quần bò đấy ạ. Áo bò lông 130, quần bò 110 nha. Cả set đông 240.000 nha. Chị Hồng Nguyễn để lại địa chỉ nào. Ok chốt Hà Lương nha. Chị Kim Luyến ok chốt nha. Huyền Bé để lại địa chỉ cho em chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nhá. Ok Lê Thu nào. Ok Hoàng Đan nha. Tuyên Đường để lại địa chỉ chị ơi. Áo bò 130 nha. Hà Trang Bùi để lại địa chỉ nào. Quần bò 110.000 các chị ơi bổ sung ngay địa chỉ cho em luôn đi ạ. Rất nhiều chị đặt hàng không có địa chỉ, lúc ấy đừng hỏi tại sao không có gửi hàng nha. Set bò 150.000 có co giãn nhẹ chị ơi, còn từ 7 đến 24 cân thôi nhá. 7 đến 24 cân 150 nha. Vân Tường để lại địa chỉ nào. Ok chị Nguyễn Nga nha. Chị Nguyễn Nga inbox em luôn đi ạ để các bạn có chốt đơn luôn nhá. Quần không lót lông chị ơi, quần bò thường rất là dày dặn nha.
Quần bò thường 110.700 đến 28 cân nào. Ok Huyền bé nha. Của để dành để lại địa chỉ nào lạc lối. Ok chốt nha. 130.000 một áo bò lót lông các chị ơi. Size to nhất là 28 cân chị ạ. À, chị đặt nhanh cho em đi nào. Tại vì là hàng số lượng không có nhiều đâu ạ. 130.000 một áo nha. Cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Chị nào mà mua đơn hàng trên 500.000 em miễn ship luôn nha. Ok Thảo Nguyễn ơi để lại địa chỉ nào. Ok chị Minh Tuấn nhá. Áo bò xanh 130 chị ơi cho em xin địa chỉ luôn nha. Thanh Vi ơi để lại địa chỉ luôn nào. Set 240 à. 240.000 là áo bò lông cộng quần bò các chị ơi lấy luôn set này đi ạ. Set này là áo bò lông cộng quần bò là 240 nha, rất đẹp nha. Đỗ Như Quỳnh để lại địa chỉ nào. Ok chị Kim Dung Anh nhá. Nào ok chị Lam David nha, cho em xin địa chỉ luôn nào. Chị Lam ơi cho em xin địa chỉ em chốt nha. 18 cân vừa chị ơi lạc lối ok nhá. 130.000 một áo có size từ 7 đến 28 cân nào. Ok Lê Thanh nha. 130 có từ 7 đến 28 cân. Cái này dành cho cả trai cả gái đều mặc được mọi người yên tâm ạ. Kiểm tra hàng trước khi nhận cho em nha. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. 110.000 một quần nào. Ok chị Đặng Thu Thảo nhá. Để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị cái gì Marilyn. Để lại địa chỉ cho em nha. Chị Hoàng ơi để lại địa chỉ nào. Áo bò từ 7 cân đến 28 cân 130 chị ơi. 7 đến 28 cân là 130.000 nha. Được xem hàng trước khi nhận thoải mái chị ơi. Không ưng đổi lại cho em nha. Ok chị Gia Linh nào em biết rồi chị ạ. Đầy đủ size từ 7 cân đến 28 cân 130.000 một áo nha. 130.000 một áo nào. Ok chị Hà Mi Võ chốt nha. 130 chị ơi ship tỉnh 30 nhá. Ship cốt toàn quốc 30. Ok Trần Hoàng nào. 130.000 ok Ngọc Bích nha. Để lại địa chỉ cho em chị ơi. Để lại địa chỉ em chốt luôn chị ạ. Áo khoác lông ok Thùy Linh để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo khoác bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Bộ bò caro 2 màu 7 đến 18 cân 130 nào. Các chị ơi chuyển sang đặt cả bộ bò caro cho em đi ạ. 130.000 một bộ nha. 7 đến 18 cân nha. 130.000 một bộ bò caro 7 cân đến 18 cân nhá. Áo bò từ 7 đến 28 cân vừa chị ơi 130 nha. Áo bò 130 nào. Ok chị Như Hoàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Như Hoàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Bộ bò caro xanh xám này là 130.000 7 cân đến 18 cân ạ. Chị nào lấy trên xin địa chỉ số điện thoại nào. Hồng Duyên để lại địa chỉ nào. Bên trong á, lông bên trong là lót lông 100% rất ấm nha chị ơi, lót lông 100% nha. Ok chị Phan Kim Hương nào. Chị Phan Kim Hương lấy áo và quần cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. Phan Kim Hương và con yêu nha. Chị Phan Kim Hương, chị con yêu cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò 110, áo bò 130 nha. Ok chị Nguyễn Thị Thu Huyền lấy set bò xám là 150 hay là 240 chị ơi. Set bò xám 150 có từ 7 cân đến 24 cân nha. Ok chị để lại địa chỉ số điện thoại nào. 20 cân vừa chị Đạt Ngọc ơi, 20 cân vừa nhá. Chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Chốt đơn chị Táo Tàu nha, chốt Thu Hà nha. Chị nào lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại ngay tại đây luôn ạ. 130.000 một áo bò lót lông xanh xám nha. Ok chị ơi 28 cân vừa chị ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bây giờ mới sáng ra shop em chưa mở cửa để lấy đâu ạ. 130 một áo nha. Nguyệt Nga để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok Hoàng Anh nha. Các chị bổ sung ngay địa chỉ số điện thoại ở đây luôn ạ. Ok chị X con để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác 130.000 nha. Áo khoác bò lông nha. Set bò caro này chị nào lấy không ạ. 130 nhá. Không có áo khoác 40 cân đâu chị ơi. Set bò caro xanh xám này là từ 7 cân đến 18 cân 130 nha. 130.000 nào. Chị nào lấy set này cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Bảo Lâm để lại địa chỉ set bò gì chị ơi. Ok Phan Thanh nha. 130.000 một set caro nha. Chị nào lấy thì ghi là set 130 cho em ạ. Chị Nga Kha ơi 8 cân vừa nha. Ok Thu Huyền để lại địa chỉ nào. Thu Huyền để lại số điện thoại địa chỉ em chốt nha. Số điện thoại luôn chị ơi. Số điện thoại địa chỉ luôn nhá. 20 cân vừa chị ơi. Bộ 150.000 là bộ bò gucci chị ơi. Có từ 7 đến 24 cân nha. 150.000 nào. Áo bò 130 chị ơi. Ok chị Mai Sao nha. Nguyễn Mai Sao để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thảo Nguyễn để lại địa chỉ Nguyễn Mai Sao nào. Pinole ơi 13 cân vừa chị ạ. Pinoli 12 cân vừa nha. Thảo Chip ơi 19 cân mặc vừa nha. Các chị nghe rõ em nói ạ. Em có size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Minh Tuấn để lại địa chỉ số điện thoại nha. Minh Tuấn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị đặt đây để lại địa chỉ số điện thoại em chốt cho. Chị Minh Tuấn lấy 2 áo đúng không ạ. Cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. 130.000 nha. 20 cân mặc size 6 chị ơi. Size 7 chị ơi. 130.000 một áo nha. Áo bò lót lông không có 30 cân đâu chị ạ. Chị Minh Tuấn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Set bò gucci này là 150.000 7 đến 24 cân nha. Mother Love để lại địa chỉ luôn cho em nha. 150.000 một set có từ 7 đến 24 cân ạ. 27 cân vừa áo bò thôi chị ơi. 27 cân vừa áo bò nha. Ok chốt chị Nguyễn Thị Huyền nha. Xuân Sương ok nha. Chị Phủ Lý để lại địa chỉ nào. Phu Ly để lại địa chỉ cho em luôn nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 ạ. Các chị ơi cứ comment từ từ nhá.
Em đang đọc dần dần đấy ạ. Địa chỉ em ở Hà Nội chị ơi, 10 cân là size 3 chị ạ. Cho em xin địa chỉ xuống lại nào, Loan Châu chốt nha. Ok nào. Chị Hà Thúy Dương để lại địa chỉ nào, set bò Kim Dung MC ơi 150 một set nha. Kim Tiger để lại địa chỉ nào, 150.000 một set chị ạ, 7 cân đến 24 cân nhá. Thảo Nguyên ok chốt nha, 7 đến 24 cân nào. Chị bé Ly Lê Thị ơi, chị đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Chị Gia Linh Đại Hà ơi, có địa chỉ số điện thoại em chốt nha. Chị VDC để lại địa chỉ nào, VDC để lại địa chỉ nha. Các chị ơi, sẽ có người em không nhìn thấy comment đâu ạ. Các chị chỉ cần bổ sung địa chỉ số điện thoại đi, một lát nữa em nhân viên em chốt hết nha. Cho em xin địa chỉ số điện thoại em chốt hết nha. Chị Cà Rốt để lại địa chỉ nào, Thảo Chip để lại địa chỉ luôn cho em nha. Ok, chị Loan Châu cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Phan Kim Hương cho em xin địa chỉ nha. Phan Kim Hương để lại địa chỉ nào. Ok, Hoài Thương Nguyễn nhá. Áo bò 130.000 một áo, quần 110 các chị ơi. Quần bò túi hộp 110 nào. Chị Thanh Thúy ơi, set 150 là màu xám chị ạ. Con canh đang mặc nhá. 7 đến 24 cân màu xám nha. Thiên Phước Len chốt nha. Set này là 150.000, 7 đến 24 cân chị ơi, 7 đến 24 cân nha. Ok, chị Kim Tiger inbox luôn để em còn chốt đơn chị ạ. Nào đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào, Loan Châu để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị nào có địa chỉ số điện thoại thì mới chốt đơn nha. Set bò xám ok Thương Phước Len nha. Áo nhỏ không chị ơi, áo nhỏ 7 cân chị ạ. 7 cân đến 28 cân là vừa nhá. Ok Kiều Anh nào. Quần bò 110.000, áo bò lông là từ 130 nha. Áo bò lông 130, quần bò 110 nha. Ok chị Thùy Dương nha. Các chị ơi bổ sung ngay địa chỉ số điện thoại nào. Set 130.000 có từ 7 cân đến 18 cân caro ạ. Chị nào lấy thì ghi cho em là bộ bò caro nha, 130 nha. Ok Nga Kha nha. Chị ơi màu xanh mặc đẹp đấy chị ạ. Cho em xin địa chỉ số điện thoại nào, chốt đơn Vương Thị Hồng nhá. 130.000 một set như thế này, có từ 7 cân đến 18 cân nha. Set này gọi là set caro nha. Chị nào lấy comment luôn nào. Áo khoác lông màu xám ok chị ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác lông 7 cân đến 28 cân nha. 28 cân vừa chị ơi. Áo bò lông xám thì là địa chỉ số điện thoại nào. Pinoli để lại địa chỉ số điện thoại nha. Vậy chốt đơn Loan Châu luôn nha. Chốt chị Minh Tuấn luôn ạ. Size 7 cân có chị ơi, chị Hoài Xoài ấy lấy luôn đi ạ. 130 một áo nha, chị để lại địa chỉ số điện thoại em chốt cho nào. Set bò xanh không có 27 cân đâu, Thảo Nguyên để lại địa chỉ nha. Set bò xanh 240 thì có 27 cân đấy chị ơi. Áo 130, quần 110 nha. Các chị mua một set như thế này này. Set này là 240 nha, rất đẹp nha. Hiền Bùi cho em xin địa chỉ nào. Hiền Bùi để lại địa chỉ luôn nha. Set này là set 240.000 là áo bò lông cộng quần bò ạ. Ok chị Nguyệt Nga để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị nào lấy set bao nhiêu tiền để lại comment số điện thoại địa chỉ ở đây luôn nhá. Không có 37 cân đâu chị ơi. Bộ bò caro 130.000 dành cho cả bé trai bé gái nào. Các chị ơi em dơ lên mọi người xem luôn cho em đi nha. 130.000 một bộ này nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào, 7 cân đến 18 cân là mặc vừa. Hà Đàm ơi 13 cân vừa chị ạ, cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 13 cân mặc vừa nha, áo bò lót lông xanh xám 130 nha. 7 cân đến 28 cân. Ok chị Minh Tuấn nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, 7 cân đến 28 cân ạ. Các chị để lại địa chỉ số điện thoại em chốt luôn nào. Ok chị Phạm Bình nhá. Áo 25k hết rồi chị ơi. Đừng cho địa chỉ áo 25k trên like nha. Em không chốt đâu, em đang kiểm tra. Chị Nguyệt Nga ơi, màu xám 7 cân mặc vừa. Chị Nguyệt Nga để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thuần Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nha. Ok chị Thảo Nguyệt nha. Thảo Nguyệt ơi không có 30 cân đâu nhá. Chị nào mà comment 25k ở đây nữa em hủy đơn, em không chốt đâu, hủy đơn chị Thảo Nguyên đầu tiên luôn. Chị Kim Dung MC ơi, set bò hàng 150 là 7 đến 24 cân chị ạ. Thảo Nguyên ơi hủy đơn rồi chị ơi, đừng comment nữa nha. Set bò Gucci xám này là từ 7 đến 24 cân 150 nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Lê Tuấn Đạt Ngọc cho em xin địa chỉ luôn nhá. Lê Tuấn Đạt Ngọc để lại địa chỉ nào. 130.000 một áo chị ơi. Bộ bò 130 đấy, 25 cân không vừa nhá. 25 cân thì chỉ lấy bộ bò lông 240 thôi chị ạ. 25 cân thì chỉ mặc được bộ bò lông 240 thì thôi, bây giờ còn mỗi cái này còn size thôi ạ. Ok chị Hoài Xoài chốt nha. Đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chặn luôn Thảo Nguyên luôn, nói nhiều quá. Bé trai bé gái đều mặc vừa chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nhá. Đồ bên nhà em không có cho bé 33 cân đâu ạ. Ok chị Liên Ngô để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Liên Ngô để lại địa chỉ số điện thoại nha. Ok chị Hoa Bất Tử nha. Chị Hoa Bất Tử ơi lấy màu xám đúng không ạ. 150 một set nha, 7 đến 24 cân. Chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 20 cân vừa chị Chi Linh Khoát ơi. 24 cân, 20 cân vừa nha. Áo bò lông 130 được chị Hiền Bùi ơi, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lông xanh xám 130 nha. 16 cân có chị ạ. Bây giờ cửa hàng em đóng cửa không lại không mở được, không lấy được. Chị để lại địa chỉ số điện thoại nha. Em ship mọi người kiểm tra hàng không ưng trả lại cho em nha. 130.000 một áo các chị ơi. Ok Kiều Anh nhá. 130.000 một áo nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào.
áo bò lót lông xanh xám nha. Ok chị Huệ Zini để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok Kim Tiger nha. Huệ Zini để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Thảo chip em chốt rồi chị ơi. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nào. Có size từ 7 cân đến 28 cân 130 nha. Quần bò túi hộp 110 màu xanh màu xám nha. Quần bò túi hộp 110 màu xanh màu xám ạ. Các chị chốt luôn cho em xin mẫu này luôn nào, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok Nguyệt Nga nha. Áo bò không mũ đây ạ. Áo bò không mũ có size từ 15 đến 28 cân nha. Chị Hai Đi Khánh Vi chốt nha. Áo bò không mũ chỉ còn size to từ 15 đến 28 cân thôi ạ. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Kim Dung MC để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị Hoa Bất Tử ok nha. 130.000 một áo này chị ơi, áo bò không mũ này nha. 130.000 nào, Nguyễn Mai Sao chốt nha. Chị Huệ Zini để lại địa chỉ luôn chị ơi, chốt luôn nhá. Ok chốt liên ngố nha. Áo bò màu xám này 15 đến 28 cân, màu xanh từ 20 đến 28 cân nha. Phương Thúy ơi lấy set bò bao nhiêu để lại địa chỉ số điện thoại nào. Phương Thúy lấy set bò bao nhiêu, màu gì để lại địa chỉ luôn nha. Set bò này là 150 7 cân đến 24 cân nhá. Áo bò này là áo bò không mũ nào. Có từ 15 đến 28 cân nha. Mother Love ok chốt nha. Cho bé từ 7 cân đến 28 cân là mặc vừa chị ơi. Cái áo loại này là chỉ còn từ 15 đến 28 cân hai màu thôi nha. Áo bò lông thì có size bé luôn ạ. Ok chốt chị Trang Thu nha. Đây nào, cả cái set này chỉ có 240 thôi các chị ơi. Cả cái set áo lót lông cộng quần này chỉ có 240 thôi nha. Mọi người đặt luôn nào. Áo bộ gò cu xì là 150 chị ơi. Chị Hưng Nguyễn cho em xin địa chỉ nào. Chị Hưng Nguyễn để lại địa chỉ nha. Bộ bò gu xì 150.000 7 cân đến 24 cân ạ. 7 đến 24 cân mặc đẹp nha. Chị vợ của Linh ơi lấy cái bộ này để lại địa chỉ số điện thoại nhá. Áo bò không mũ 28 cân mặc vừa, chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Mother Love nha. 130.000 một áo bò lót lông có màu xanh và màu xám ạ. Đầy đủ size từ 7 cân đến 28 cân, các chị chốt luôn là ok chị Hà Lương nha. Áo bò là 130 chị ơi, 7 cân đến 28 cân ok Huyền Thảo chip nha. Su Su ơi bộ jean xanh chỉ 240 à chị ơi. Bộ jean xanh 240.000 là màu áo bò lông 130 quần bò 110 nha. Lấy set 240.000 để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Thảo chip nha, màu gì chị ơi? Áo 130 quần 110 cả set là 240 nha. Con gái mặc được chị ơi, con gái mặc được nha. Set bò caro size lớn nhất là 18 cân chị ạ. Set bò caro này size lớn nhất là 18 cân nha. Ok nha, để lại địa chỉ số điện thoại nào. Bò caro xanh xám 130.000 một set 7 cân đến 18 cân nha. Chị ơi có đơn rồi em chốt rồi chị ạ. Phương Thúy để lại địa chỉ luôn cho em nào. Phương Thúy để lại địa chỉ luôn nha, 150 một set nha. 150 một set nha. Ok chị Huỳnh Khánh Đang ạ. Bộ Gucci jean này là màu xám từ 7 cân đến 24 cân nhá. Có 10 cân chị ơi. 10 cân mặc đẹp, chị Sơn Lê để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị em Kim Dung MC nha. Kim Dung MC để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Loan Nguyễn ơi ok nhá. Chị Loan Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Loan Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại. Chị Như Hoàng ok em chốt nha. Chị Huỳnh Khánh Đang ơi bộ Gucci này là 150.000. Em có từ 7 cân đến 24 cân màu xám nhá. 7 cân đến 24 cân màu xám 150.000 một bộ nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Hồng Nguyễn ơi chị đặt mẫu gì comment luôn vào đây nha. Bây giờ nó đỡ người rồi, bây giờ mọi người comment rồi ạ. Vừa nãy đông quá em không đọc được đâu. Chị nào mà bây giờ chị nãy em chưa trả lời thì comment vào đây nha. Ok chị Lê Thùy Linh nào lấy set 150 đúng không ạ? Chị Lê Thùy Linh lấy set 150 để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị Kiều Anh ơi em chốt rồi ạ. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại đầy đủ nha. Lê Thùy Linh để lại địa chỉ luôn nào. Chị ơi tất cả đồ bên nhà em từ nãy đến giờ đều dành cho cả trai và gái nhá. Em không có hàng nào dành cho riêng nam riêng nữ đâu. Đây nha. Set bò Gucci xanh này là từ 7 cân đến 15 cân. Ok chị Việt Hùng em chốt luôn nha. Chị Huê Chu Thị ơi để lại địa chỉ nào. Huê Chu Thị để lại địa chỉ luôn nha. 150 một set màu xám này là từ 7 cân đến 24 cân nhá. Chị Huê Chu Thi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Địa chỉ inbox rồi ok nha. Chị Lê Thùy Linh để lại địa chỉ luôn nha. Màu xanh còn từ 7 cân đến 15 cân, màu xám còn từ 7 đến 24 cân nhá. Ok em cho chị Lan Nguyễn nha. Ok chị Kim Dung MC nào ok nha. Màu xám này có từ 7 cân đến 24 cân. Các chị ơi chào chị Ngô Thị Thúy Hằng nha. Màu xám 7 đến 24 cân nào. Size lớn nhất là bộ caro size lớn nhất là 18 cân chị ơi. Huỳnh Khánh Đáng ơi. Không ngắn đâu chị ạ, cái đây là size bé nhá. Size của mình size to hơn em sẽ gửi size to hơn nha. Đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Caro size lớn nhất cả hai màu là 18 cân chị ơi. Caro cả hai màu size lớn nhất là 18 cân nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Gucci xanh chỉ còn đến 13 cân thôi các chị ơi. Ok chị Lê Thùy Linh nha.
Gu xì xanh chỉ còn từ 7 đến 13 cân thôi. Xám 7 cân đến 18 đến 24 cân nha. 150.000 một set. Các chị để lại địa chỉ xuống thầy em chốt ạ. Ok Lê Thủy Linh nha. Chị Billy Lê Thị ơi em chốt rồi chị ơi. Đặt hàng mẫu gì cho em xin luôn thông tin ở đây nha. 150.000 một set ạ. Rất là rẻ luôn rồi. Quần bò 110 nha. Quần bò túi hộp 110.000 một quần nào. Để lại địa chỉ xuống thầy em chốt luôn nha. Quần bò 110.000. Nếu mà chị nào, ok chị Hồng Nguyễn nha, chị nào mà có bé lớn ấy ạ, thì mọi người có thể lấy sang cái set to này nhá. Set này là 240.000, bao gồm một áo bò lông cộng quần bò rất ấm nha. Mọi người mua cái set này là mặc được mùa đông luôn ấy ạ. Áo bò lông 130, quần bò 110 nào. Ok chị Huê Chu Thị chốt nha. Ok chốt chị Kiều Anh nha. Áo bò xanh 130.000, quần bò 110.000 nhá. 7 cân đến 28 cân là mặc vừa ạ. Ok chị Thúy Hằng để lại địa chỉ xuống thoại nào. Ok chị Hồng Nguyễn nha. Chị Huỳnh Khánh Đăng để lại địa chỉ cho em chị ơi. Chị Huỳnh Khánh Đăng để lại địa chỉ nào. Áo kaki 120.000, 7 cân đến 16 cân ạ. Kaki đỏ, kaki xanh 120 nha. 7 cân đến 16 cân nào. Chị nào lấy mẫu này để lại địa chỉ xuống thoại nào. Chị Huỳnh Khánh Đăng để lại địa chỉ cho em luôn nha. Các chị ơi đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ xuống thoại đầy đủ ạ. 130.000 một áo, quần 110 nha. Đồ bên nhà em cả trai cả gái đều mặc được. Ok chị Kim Dung nhá. Lấy thêm một quần bò xám nha. Chị Hồng Nguyễn là đồ bên nhà em trai gái đều mặc được hết chị ơi. Set bò caro 130.000, 7 cân đến 18 cân nhá. Chị Ly Ruby nhá. Set bò caro 130.000, 7 đến 18 cân nha. Chị nào mua 2 set bò caro là 250 nha. Mua 2 set bò caro là 250 nào. Chị Trang Trang để lại địa chỉ nào. Ok chị Lý Ruby lấy một áo lông đúng không ạ? Áo lông 130 nha. Chị Trang Trang và chị Lý Ruby để lại địa chỉ cho em luôn nhá. Ok chị Loan Nguyễn quần bò 110. Loan Nguyễn để lại địa chỉ xuống thoại nào. Quần bò 110.000 chị Loan Nguyễn để lại địa chỉ xuống thoại nhá. Lấy 2 quần đi chị ơi, lấy 2 quần cho nó rẻ nhá. Chị Hiền Bùi ơi ok nha. Ok chị Hiền Bùi nha. 240.000 ok ạ. Chị Lý Ruby để lại địa chỉ xuống thoại nào. Áo bò xanh xám 130.000, 7 cân đến 28 cân nha. Áo bò lót lông có mũ màu xanh màu xám ạ. 7 đến 28 cân 130.000 nha. Quần bò 110 là mặc vừa đấy chị ơi. Quần bò xanh xám 110.000 một quần nha. Ok chị Su Su nào 16 cân chị ơi để lại địa chỉ xuống thoại nào. Áo jean xanh 16 cân mặc đẹp, chị cho em xin địa chỉ xuống thoại em chốt nha. 16 cân mặc vừa nha. 7 cân đến 28 cân vừa. Ok chị Hiền Bùi nhá. Chị Loan Nguyễn ok dồn đơn luôn nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, 7 cân đến 28 cân đấy ạ. Bò lót lông xanh xám 130 nha. Ok em chốt chị Trang Trang nha. Áo bò dành cho cả bé trai bé gái chị ơi. Bộ caro này các chị lấy luôn đi nào. 130.000 một bộ, 7 cân đến 18 cân ạ. Bộ bò caro 130.000 nha. 7 đến 18 cân nha. Ok chị ơi dồn đơn em chốt nhá. Chị Su Su để lại địa chỉ xuống thoại nào. Không có áo phao chị ơi. Ok chị Hoa Thiên nha. Chị Hoa Thiên ơi 28 cân thì lấy set bò 240 nhá. 28 cân thì lấy set bò 240 này chị ơi, cho em xin địa chỉ xuống thoại nào. Ok chị Su Su nha. Nguyễn Văn Linh ở đâu chị ơi? Chị Hoa Thiên để lại địa chỉ xuống thoại nào. Áo bò lông là 130 chị ơi, nếu mà mua kèm quần nữa là còn 240 nhá. Mua thêm quần là 240 nha. Cả set là 240.000 này. Còn riêng áo là 130, quần 110 nha. Áo 130, quần 110, Su Su để lại địa chỉ luôn cho em chốt nha. Áo bò lông 20 cân mặc vừa, chị Võ Thị Lê ơi. Áo bò lông 130.000 có màu xanh và màu xám nha. Quần bò 110, cả set này là 240 nha. Chị nào mà lấy cả set cho bé khoảng 24-25 cân thì lấy cái set 240.000 nhá. Áo bò không muốn đợi em một chút. Chị Hoa Thiên ơi, cho em xin địa chỉ xuống thoại nào. Chị Nguyễn Nga em chốt rồi nha. Ok, chị Nguyễn Mai Sao nhá. Ok, chị Nguyễn Mai Sao nha. Chị Hoa Thiên để lại địa chỉ nào. 240.000 một set chị ơi, 240.000 một set nha. Chị lấy màu gì ạ? Set màu xanh này có từ 7 cân đến 28 cân nha. Đặt hàng cho em xin địa chỉ xuống thoại đầy đủ nào. Em có quần bò này. Ngoài ra có một loại quần bò khác nha. Quần bò kẻ sọc xanh xám 110.000 ạ. Sau lưng ok nhá. Ok chị ơi em biết rồi nha. Quần bò kẻ sọc 110.000 một quần nha. 7 cân đến 28 cân nha. Quần kẻ sọc 110.000 một quần nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái chị ơi. Áo bò 130, quần bò 110 nhá. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, 7 cân đến 28 cân nha. Quần bò thì là 110 nha. Chị nào đặt hàng cái mẫu đấy thì cho em xin địa chỉ xuống thoại đầy đủ ạ.
Ok chị Trang Trang nha, ok nha. 10 cân mặc vừa chị ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Thùy Linh nha, ok chị Lê Thùy Linh nha. Chị Hoa Thiên ơi, ok nhá, 16 cân mặc vừa chị ạ. Áo bò lót lông màu xanh màu xám cho các bé từ 7 cân đến 28 cân, giá là 130 nghìn một áo nha. 130 nghìn một áo, chị nào lấy thì cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. Chị nào lấy để lại địa chỉ số điện thoại nha. Lê Thùy Linh để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò túi hộp xanh xám 110 chị ơi. Quần bò túi hộp xanh xám 110 nha. Gom đơn ok nhá. Chị nào lấy mẫu này để lại địa chỉ luôn cho em nào. 16 cân vừa chị ơi. 110 nghìn một quần, áo bò 130 chị ơi, áo bò xanh xám 130 nghìn nha. Nào, chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Hồng Nguyễn nha, chị Hồng Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại ạ. 22 cân mặc vừa quần chị ơi. Chị Huỳnh Khánh Đăng ơi, 22 cân vừa nhá, quần em có đến 28 cân chị ạ, yên tâm nha. Chị Hồng Nguyễn để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok nha. Có địa chỉ số điện thoại chưa ạ? Chị Nguyễn Thu Hương để lại địa chỉ nha. Áo bò lót lông xanh xám 130 nghìn, có size từ 7 cân đến 28 cân ạ. Áo bò lót lông xanh xám 130 nghìn nha. Size từ 7 cân đến 28 cân nha. Quần bò túi hộp 110 nghìn nào. Chị Hoa Thiên ok nha. Chị Phương Liên ơi để lại địa chỉ nào. Chị Phương Liên để lại địa chỉ. À số điện thoại ở đâu? À ok cho địa chỉ chị Phương Liên nha. Chị Huỳnh Khánh Đăng ơi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò không mũ 130 nghìn chị ơi. Chị Hoa Thiên ơi, hai bộ bò không mũ là 150 á, em chỉ có cái set 240 là có size cho bé nhà mình thôi. Nếu mà bé nhà mình lấy cái set bò nào nhỉ? Set bò Gucci 150 thì không vừa đâu chị ạ. À cho rồi à, cho rồi em chốt nha. Chị Phương Liên ok chốt nha. Áo này là áo bò không mũ có màu xanh và màu xám ạ. Màu xám có từ 15 đến 28 cân, màu xanh là từ 20 đến 28 cân nha. Set áo bò không mũ này là 130 nghìn nhá. Áo bò không mua bán lẻ là 130 nghìn một áo nha. Chị nào chốt áo bò không mũ cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nào. Áo khoác jean 130 chị ơi. Màu xanh là từ 20 đến 28 cân, màu xám là từ 15 đến 28 cân nha. Chị Huỳnh Khánh Đăng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Đối với nhà em cả trai cả gái đều mặc được chị ơi. Ok chị Huỳnh Khánh Đăng chốt nha. Ok chị Huệ Chu Thị nha. Quần bò 110 các chị ơi, quần bò túi hộp 110, áo bò 130 nhá. Nguyễn Thu Hương ok chốt nha. Ok chị Lò Thị Thương nha. Chị nào đặt mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi ạ. Áo bò lót lông xanh giá 130 nghìn nào. Chị Trinh Phạm ok để lại địa chỉ nha. Set bò caro này em có size từ 7 cân đến 18 cân cả hai màu nhá. Set bò caro có size từ 7 đến 18 cân cả hai màu nha. 130 nghìn một set nha. Mua 2 set còn 150 nha, 250 nha. Ok chị MIC Cubin nhá. Set caro này là 130.000, nếu mà mua 2 set là còn 250 các chị ạ. Đặt hàng thì cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nha. 150.000 á. Set 150.000 là Gucci chị ơi. Gucci xanh 7 cân đến 15 cân nha, còn Gucci xám là từ 7 đến 28 cân ạ. Gucci xanh 7 đến 15 cân, xám 7 đến 28 cân nha, 7 đến 24 cân nha. Gucci xanh 7 đến 13 cân, xám 7 đến 24 cân. Các chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Bích Dao cho em xin địa chỉ nào. Chị Bích Dao cho em xin địa chỉ nha. 150 nghìn một set nào. Ok chị Su Su nhá. Em có loại không mũ và loại có mũ nha. Áo khoác jean xanh 4 tuổi bao nhiêu cân chị ơi? 4 tuổi là vừa đấy chị ạ. 4 tuổi là vừa chị ơi, 130 một áo nha. Áo khoác cho bé 4 tuổi là vừa chị ơi, 130 nghìn một áo nhá. 130 nghìn một áo, em có màu xanh và màu xám nha. Chị chốt thì cho em xin luôn địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác bò lông xanh xám 130 nghìn nha. 7 đến 28 cân, em không có Shopee chị ơi, em ship code toàn quốc, phí ship là 30 nhá. Ok chị ơi, Gucci nha. Ok Gucci nha. Gucci có từ 7 cân đến 24 cân, còn Gucci xanh có từ 7 cân đến 13 cân nha. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Set bò Gucci xám 7 đến 24 cân 150 ạ. Ok chị Quỳnh Anh Nguyễn nhá, lớn hơn một size ok luôn. Để lại địa chỉ số điện thoại nào, 130 một áo chị ơi. Chị Huỳnh Khánh Đăng để lại địa chỉ số điện thoại nào. Lớn hơn một size à, ok chị cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. À. Áo bò xanh xám 130 nha, 7 đến 28 cân nha. Áo bò xanh xám 130 nghìn, 7 cân đến 28 cân ạ. À. Chị Quỳnh Anh Nguyễn ấy lấy để địa chỉ số điện thoại cho em luôn nhá.
Áo bò lót lông xanh xám 130.000, em có size từ 7 cân đến 28 cân luôn nha. Ok chị Quỳnh Anh Nguyễn để lại địa chỉ nào. Chị Quỳnh Anh Nguyễn để lại địa chỉ nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 nào. Để lại địa chỉ luôn cho em nào. Cả set là 240 các chị ơi. Nếu mà lấy cả set thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Cả set này là 240.000 áo cộng quần nha. Áo cộng quần là 240.000 nha. Lấy thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn đi ạ. Ok chị ơi em chốt nha. Shopee em không có đâu chị ơi. Ok chị Trinh Phạm chốt luôn nha. Áo bò 130, quần bò 110, cả set là 240 nhá. Cả set là 240, có màu xám này. Màu xám canh mặc nha, 7 cân đến 28 cân là mặc đẹp nha. Áo 130, quần 110 ạ. Chị nào chốt thì cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nha. Quần 110.000 nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái đều mặc đẹp chị ơi. Co giãn thoải mái chị ơi, chất vải vừa nhá, không dày lắm đâu chị ạ. Ok chị Lan Phạm nha. Shop em ở Hà Nội chị ạ. Cái set này nó là chất vừa nhá, không phải là chất dày quá đâu. Nó có co giãn nhẹ thôi chị ạ. Nó là hàng bò nên là không co giãn nhiều đâu nhá. Chị Hồng Lan Dương để lại địa chỉ nào, lấy màu xanh hay là màu xám chị ơi. Chị Hồng Lan Dương lấy màu gì nhỉ? Chị Quỳnh Anh Nguyễn ơi, ok nha, quần 110 nha. Quần túi hộp 110.000 một quần, 7 cân đến 28 cân nhá. Túi hộp 110.000. Chị nào lấy cái quần này để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần túi hộp 110.000 nha, 7 đến 28 cân. Chị Hồng Loan Dương để lại địa chỉ cho em luôn ạ. Hồng Loan Dương để lại địa chỉ nha. Quần 110, áo bò lông 130. Loại không mũ này cũng là 130.000 các chị ơi, có từ 15 đến 28 cân nha. Không mũ màu xám từ 15 đến 28 cân là 130.000 một áo ạ. Chị đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em nhá. Chị nào lấy cái set áo không mũ này nào. Quỳnh Anh Nguyễn ok chốt nha. Áo bò lót lông màu xám 15 đến 28 cân, màu xanh là từ 20 đến 28 cân ạ. Đồ bên nhà em dành cho cả trai và gái đều mặc vừa nha. Áo dạ bé 15 cân á. Dạ 15 cân không có chị ơi. 25 cân lấy áo bò đi chị ơi. Ok chị ấy nha. Chị ơi, ok chị Lý Ruby nhá. Áo bò bên nhà em 25 cân vừa đấy chị ơi, cả loại không mũ và loại quá mũ 25 cân đều vừa chị ạ. Chị lấy áo bò này không? Áo bò 130 nhá, đồng giá là 130 trong ngày hôm nay nhá. Áo bò 130.000, 17 7 cân đến 28 cân nha. Set jean cho bé 10 cân cả hai màu đều còn chị ơi. Set jean này là 110.000, 150 nha. Ok chị Huỳnh Khánh Đăng nha. Đây này, con canh đang mặc là màu xám nha. Set jean này 10 cân vừa cả màu xanh và màu xám. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 10 cân vừa cả màu xanh và xám nha. Chị Nguyễn Hương cho em xin địa chỉ nào. Chị Anh Angela ơi, 10 cân mặc vừa đấy chị ơi. Set jean này 10 cân mặc được cả hai màu nha. Chị để lại địa chỉ số điện thoại em chốt nha. Ok Quỳnh Anh Nguyễn ạ. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái nào. 10 cân mặc được cả cái này chị ơi. Set jean màu xanh màu xám nha. 10 cân mặc được cả hai màu luôn nha. Màu xanh chỉ còn 7 đến 13 cân thôi, màu xám 7 đến 24 cân nhá. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ nào. Xám 7 đến 24 cân nha. Để lại địa chỉ số điện thoại em chốt đơn luôn nha. Xanh 7 đến 13, xanh chỉ còn từ 7 đến 13 thôi. Áo kaki là 120 chị ơi. Áo kaki hai màu là 120, loại này là loại mỏng nha. Ở xa có thể mặc được nha. 7 cân đến 16 cân ạ. À. Áo kaki 120.000 nhá. Chị Anh Angela ơi, con gái mặc được chị ơi, 10 cân mặc được cả hai màu nhá. 10 cân mặc được cả set này này. Bò caro này con gái mặc cũng đẹp này, 130.000 một set nha. Mua 2 set còn 250 nha. 130.000 một set này ạ. À. 130.000 một set này nha, bò caro xanh xám 130, 7 cân đến 18 cân vừa. 16 cân là vừa chị ơi. Không có áo len ạ. À. 130.000 một bộ này nha, 7 cân đến 18 cân vừa nha. Bộ bò caro 130. Bộ bò caro này là 130.000 nha, 7 đến 18 cân. Chị nào lấy thì để lại địa chỉ xuống thoại em chốt đơn luôn ạ. 130 một bộ chị ơi, đặt hàng cho em xin địa chỉ xuống thoại đầy đủ nha. Áo bò xanh xám 130.000 đấy ạ.
áo da màu đỏ chỉ còn từ 7 đến 11 cân thôi. Hết rồi chị ơi, áo da hết rồi. Bó Gucci xám này là từ 7 đến 24 cân 150 ạ. Chị Ngô Thị Yến Trung đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Hết rồi chị ơi. Chị nào lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ em chốt nha. Set Gucci xám này là từ 7 cân đến 24 cân 150 ạ. Gucci xám 7 đến 24 cân 150.000 nha. Màu xanh 7 đến 13 cân nha. 150.000 một set, chị nào chốt thì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em ạ. Áo bò có mũ là 130 chị ơi. Chị ơi, bộ bò 22 cân lấy màu xám chị ạ. 22 cân lấy bò xám nha. 22 cân lấy bò xám Gucci, chị để lại địa chỉ số điện thoại em chốt đơn luôn cho nha. Quần jean 110.000 chị ơi, bộ kẻ xám là 150 nhá. Bộ kẻ xám 150 nha, áo phao hết rồi chị ơi, quần jean 110 nha. Quần ơi. Quần jean 110.000 ạ. Còn bộ Gucci xám này là 150.000 nha. 7 cân đến 24 cân. Ok chị Anh Angela để lại địa chỉ luôn nhá. Phương Linh ơi, bộ kẻ xám 150 chị ơi, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nào. 150 nha. Quần bò này là 110.000 nha. Để chị nào lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ em chốt đơn luôn cho ạ. Chị Anh ơi, anh ra để lại địa chỉ luôn cho em nào. Bộ kẻ xám là 150.000 nha. Còn có loại kẻ xám 130 nữa ạ. Kẻ xám này có size to 24 cân nhá. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại đi nào, em nói quá. Ai lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nha. 13 cân vừa đấy chị ơi, 13 cân vừa bộ này nhá. Canh mặc vừa đấy chị ơi. Hoặc là 13 cân có thể lấy bộ này này, 130. Bộ này là 130, bộ này 150 nha. Hai bộ nó chênh nhau ấy, một ít đấy ạ. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn nha, em chuẩn bị tắt like đây. Set này là 130.000 nha, set này là 150 ạ. Ok chị Nguyễn Hương em chốt nha. Chị Phương Linh ơi, loại 130.000 đây chị ạ. Loại caro 130.000, màu xanh màu xám 7 đến 18 cân nha. Màu xanh màu xám 7 đến 18 cân 130.000 đây ạ. Ok chị Lan Phạm chốt nha. Loại 130.000 đây chị ơi, loại này là loại 130.000 nhá. Mua 2 bộ 130.000 là còn 250 thôi. Caro 130.000 7 cân đến 18 cân nha. 130.000 là cái đấy là vừa đấy chị ạ. Ship toàn quốc 30 chị Phương Linh ơi. Chốt Nga Trần nha. Em ship toàn quốc là 30 chị ạ. Ok chị Anh nghe ra chốt nha. Phí ship toàn quốc là 30 chị ơi. Chị nào lấy bộ caro này thì comment luôn cho em đi nào, em chuẩn bị tất like đây. Ok nha Trần nha. Phương Linh nha, chị có lấy loại này không ạ? 130.000 này là cả hai màu đều có từ 7 cân đến 18 cân nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại em chốt nha. Chị ơi, đơn hàng trên 500.000 được miễn ship nhá. Chị Việt Quốc cho em xin địa chỉ nào. 3 tuổi. Chị Việt Quốc ơi, 3 tuổi. Chị biết nhầm là 30 tuổi, em giật hết cả mình. Chị Việt Quốc để lại địa chỉ nha. Đơn hàng nào trên 500.000 thì sẽ miễn ship chị ạ. Chị nào có đơn hàng trên 500.000 em miễn ship luôn nha. Khoác jean 10 cân vừa chị ơi, khoác jean 10 cân 130 nhá.
Khoác jean 10 cân vừa 130.000 nha em ở Hà Nội nha. Chị Việt Quốc để lại địa chỉ nào. Áo khoác jean 130.000 10 cân vừa đây ạ. 7 cân đến 28 cân nhá. Số em ở Hà Nội chị ơi. 3 tuổi đúng rồi chị ơi, cho em xin địa chỉ đi ạ. Em giật cả mình. Nào có chị nào lấy mẫu gì nữa không? Hôm nay không có ai lấy mẫu gì nữa thì em sẽ tắt like nha. Chị nào có nhu cầu lấy mẫu gì thì có thể inbox cho em hoặc là theo dõi những like tiếp theo của em nhé. Em tắt like đây ạ.